Hai ông Ê. bà sinh sống ở cái lều này được hơn 40 năm. Chào chào ông bà. Các bác hôm nay ăn ông với lại quỷ với lại dế lại đi lên trên núi này ra đây để tạt sang bên kia. Đi sang bên kia có việc một tí. Nóng lắm các bác ạ, rất là nóng luôn. Đấy, ở trên này là núi đá. Đi đường lên to được đi qua đây bao giờ chưa dưới? Đìa bé thôi. Hả? Đìa này đi trước, trước kia cháu đi xuống mà. Em được đi rồi gì? Đìa đi rồi. Trước kia xóa trên kia về bắt cá dưới này. À, đi đường này về bắt cá dưới này à? Vâng. À. Ôi dồi ôi, nóng này lên đến như kia cơ mà. Quá nóng luôn. Ngô ở đây toàn khô hết các bác ạ. Nóng kinh khủng luôn mấy hôm nay. Không thể nào mà chịu nổi luôn. Ở trong nhà cũng vậy. Ở trên này có hai ông bà ở đây ở trên góc này Ai ông bà ở đâu? ở nạn bên nạn luôn nhưng mà nó ở gần nhà cháu nữa. Nằm luôn vậy à? Vâng, con trai của nó không cho ở nhà, nó qua đây ở lâu rồi từ năm. Con trai nó không cho ở nhà á? Vâng, nó tự về ở đây có đất nưa đây nó về À, có là đất đây. nương ở đây xong là hai hai ông bà về đây ở. Vâng, Có nhà ở trên này à? không có đâu chắc nó ở, giống như cái kia Ở hang đá than đá à? Về ở đây lâu chưa? chắc 10 mấy năm á. Mười mấy năm á? Vâng, ở lâu Ui. rồi mà chưa, cháu bé nó cũng ở về rồi. À, từ lúc dế còn bé bé xong hai ông bà về đây rồi Vâng. à? Cháu ơi, con trai đuổi không cho ở nhà Vâng ạ. à? Ui, nóng thế nhỉ. Chỗ này có một khu bằng bằng. Đi còn xa không? Chê tít. Xa mà. Nóng này sao mà lên được nhỉ? Xa hơn. Dưới nắng chang chang. Nóng kinh khủng luôn. Giờ này có 8 9 giờ thôi mà. Nóng thật. Đây, cây cỏ héo hết rồi các bác ạ. Cây cỏ héo hết này. Mới 8 giờ mà đó. Nóng như này. Nóng gắt. Ô, đi từ từ thôi dễ ơi. Không đi được đâu. Mệt quá. Hoa hết mắt rồi các bác ạ. Cái ngô khô hết thế này mà. Đấy. Cái ngô héo hết rồi các bác ạ. Ôi trời. Cỏ còn tự chết hết như này các bác. Nóng quá. Cỏ tự chết hết. Cái thời tiết này sợ quá rồi.
ôi. Nào, tiếp tục đi nào. Đi. Quấy. Ê. Phơi. Rồi. Ở đây vô đường này vẫn có người đi lại à? Ô, đi bắt cá à? Bắt cá ở đâu? Mỗi người cầm một cái kính lặn đâu một xin chế được giá nó mua lạ sang cháu môn đầu hầm đua má mỗi người cầm một cái nỏ ná nỏ bắn cá các bác ạ, đây một cái kính nữa nào đi nào cây ngô héo hết này thì làm sao mà còn chữ sống được. Wow. Đâu trên này à. Ừ, cây chuối này chuối này chuối tây với không đâu hai ông bà ở đâu hai bà ở nhà kia cô có cả gà mà có đậu đủ nhiều ấy. Ui, có cây đu đủ nhiều rất nhiều này. Trồng được cây đu đủ rất là nhiều này. Ở đây được nghe dế nói là hai ông bà ở đây được mười mấy năm rồi nên cũng trồng được rất là nhiều thứ. Chuối rồi lại cây đu đủ rất là nhiều. Ở đây không biết là ông lấy nước ở đâu uống nhỉ? Dế? Mưa, mưa, không mưa thì nó đi xưa giữa kia lấy thôi. À, uống nước mưa à? Ừ. À. Lấy bà, mua bà về ô, dạy. Có bà nhiều đấy này. Ôi ôi, có mấy con gà. Ô, đây chính thật sự là ở hang đá thật rồi các bác ạ. Đây. Ở chỗ một cái hang đá như này. Ô, cây đu đủ nhiều thế nhỉ? Này, trồng được rất là nhiều đu đủ. Trồng được ăn không? Ô, có gà nhiều phết nhỉ? Gần chục con đấy. Cái này không biết là quê để làm gì đấy. À dế? Dạ. Đấy. Cái trước mặt họ quê để làm gì đây? Con dê hay con lợn đấy? Con gà. Con gà à? Con dê nữa. Đâu con dê đâu? Nhìn có con dê. Không ở nhà không thấy. À kia là bà kia. Vâng. Ôi. Pú bê mù chê chì pú à. Hả? Bà không nghe thấy phải không? Vâng. Chắc là bà nặng tay rồi. Dạ. Chè. Cần ăn lại. Thế chào bà nhá. Cú ở lừa. Nó chỉ nó ờ. 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 Ở nhà có gà này. Ừ. Có con đi. Cũng đi hồ. Cú tìa đi. Cháu chào ông nhá. Bảo là giỏi mà tốt. Ờ, ông có biết nói tiếng Kinh không? Ôi, hình như có cả cỏ cái gì? Cỏ cho.
Có dê à? Dậu. Cũng sinh hoạt như một cái nhà luôn các bác ạ. Đây là hang đá. Đấy, bên này là hang. Còn bên đằng trước thì là chắn vào, lấy cái các cái cây tre về để chặn đằng trước, xong là ở. Đấy, có một con mèo này. Ở trên mái thì lập cỏ danh các bác ạ. Đấy, ông có cả đồ nghề. Có từ lòng mà ít xin nhau thế nào thế nào? Ờ. Lại nhó xưa chú à? Chạy. Nhó hơn nay tớn đào sùng. Chứ thầy lo lòng phụ rồi khi phá này cũng chứ chỉ cũng chỉ tao giúp tụ bò mà. Ui ố. Này là khi phá tao sợ cái cô nó là cũng thế giúp tụ bò đó. Nhỏ tan nó là lo. Nhỏ lo hơn đi nè nhé. Ờ, nhỏ con đấy. Dì chi nhỏ nữ tan nó thả. Ôi ô. Dì một lâu trâu tàu tôi luôn. Ờ, 40 năm ở đây rồi. Ừ. Ông biết nói tiếng Kinh anh, không? Quý anh này xuống mà. Ông biết nói tiếng Kinh không? Ừ. Mà bao lù chú chi chỉ bao? Hả? Bao lù chú chi chỉ bao? Tôi nè tôi chết. Bao lù chú chi chỉ bao? À, chỉ bao lù mà chết chứ đâu. Cứ là nặng chê lại. Ờ. Ờ, nhớ là cô lúc nào chỉ nó lại. À, ông bị nặng cái. Ít thì cũng chỉ bao lù chết chứ đâu. Ờ. Ừ. Nhớ nên tập lâu cho xuống đó. Lâu cho tàu đó. Ôi ô, 40, hơn 40 năm ở đây rồi. À. Cô cầu gì xong này, cô thế này là vô tập phò không mà. Dù cho tú hả tự? Dù cho tú, dù sầu nó sẽ đạt. Nhớ hơn nó. Ừ. Dù hơn nó. Dạ. Thế này chỉ mượn đây hầu là chỉ đây ra thế này. Thế một nhón đầu đây cũng khó. Dù khai khu bé ơ. Dù sầu ở lúc đi đến lúc trống sầu nó. Đã nó mà. Ừ. Dù khá tê. Đã nó mà là lo nhó ế ô tê xí ồ. Nhớ nhó sầu sầu là thế thằng cây trong trận lúc đây này. Ô ô chê nhó hơn đi mô hơn đầu sùng. Đấy. Chú chê nó. Ừ. Ủa, lò nhau lúc trên nào mà anh chạy mua... Anh chạy mua chỉ một lâu, chỉ một chi chậu thứ tránh chỉnh đầu nào là có lắm. Ừ. Cậu bác ở hai ông bà ừ. Sinh sống ở cái lều này được, ở cái hang đá được này gần 40 năm, à, hơn 40 năm rồi, cậu bác ạ. Hơn 40 năm ở cái túp lều, ở cái hang đá như này. Đấy thì cũng... À, có cái hang ở trên này thì cái hang rất là to thì là hai ông bà quay vào mà tấn nó lấy cho tà lấy quay vào ở đây cho giàu cụ tà lấy bố lên muôn bề của tàu nhẹ lầu tà cũng mấy chứ ý giả đó thì tao kệ của ông cứ để trên này luôn hết để cái nhà này á ừ. Rồi. Không phải đây đâu cái trên kia đi một đoạn ở đây à, để trước là để trên rừng này là trước có cái nhà ở trên này à trước kia chất làm cái nhà bé ở trên mới để đi. Ừ, làm cái nhà bé ở trên xong là không có nước. Ngày xưa ở trên kia có nhiều người ở đấy. À không có nước nó xuống ở dưới nước hết. Thế là ông bà để được các con xong là bây giờ các con lại đi xuống dưới kia ở. Thế ông bà không đi ở cùng nữa. Không đi. Ông bà ở đây. Xuống trên kia ở đây. À, thế là ông bà ở đây được hơn 40 năm, gần 50 năm rồi. Thế rồi. Trước kia cháu, bé cháu chưa biết gì nó cũng ở đây. À, từ trước dế con bé đã thấy ở đây rồi. Như... Thế hỏi xem sao ông bà lại không đi theo con trai ở? Cháu có chỉ giờ cho tú nhó này. Do chạy giờ cho tú nhó mà chỉ mua chỉ cho phó cử mà thế do cho phó cử chứ à. Ừ, cho anh lúa tí nhó nè. Mà ớt rồi này một ô này do anh đã ú lại mà.
chị giờ tụt tú chị bố cùng nhau á, tụt tú này chứ à, tụt tú chị chạy á, chị chạy này, mà chết cho tú nhá do chạy nào mà cũng là tụt té mà do cho bố cửa do tụt cái à, mà ta nói chứ, chị chạy nãy chị à tú à, dùng ô nhau như này mà dùng chị cú đó, chị cú à, nhau khử à. Nhỏ hơn thì nhỏ cái dây như này mà chỉ cú tiệt. Nhỏ cái dây cá thổ nó cá cú cú kia. Chà cái gì chạy đây cú đã. Nước lấy ở đâu về đây? Nước mưa. Xem nào. Ồ, đây toàn nước mưa à? Ôi giời ơi. Mỗi ẻ đê hết từ ló. Ôi ôi, con này trong có con gì ở trong đây này? Mà tủa chỉ nhóc hao nè. Vậy. Tủa vậy à. Vậy là con gì? Rồi, cho đầu giúp cái. Học đánh ba thế nào? Cho nó mà hào tàu. Hào tàu là? Ôi dồi ôi, có con gì ở trong này các bác ạ? Dạ. Để giải cho mưa về thì... toàn lấy nước nước mưa về đây này. Ở cái can là có con gì ở trong can mà ông bà vẫn đun uống đây này các bác ạ, vẫn lấy uống nấu ăn hàng ngày. Đây này mùi gió từ đó đây nó mùi gió đã đây rồi. Thôi này lúc cảnh lúc cảnh là thâu thâu đây là chỗ đây hào thứ đây cái nước để rất là bẩn. Để lâu nên là đun nha, mà... nước vàng khè luôn như kiểu nước luộc rau. Nhưng mà hậu thì lâu hết gì, hậu đây cuốn tàu à. Đấy, đầy đủ như một căn hộ luôn các bác ạ, hai ông bà. Ở bên trên... ở vì ông làm một cái kho các bác ạ, một cái kho để ngô. Ở đây đặc biệt là không có nước các bác ạ. Đây ngô của ông từng này này. Đấy. Thì giờ nhìn đi mua hòn đào sung à? Thì giờ mua hòn đào sung. Cú đó. Chào chào lâu rồi đó. Chào chào lâu, 64 tuổi thôi. Nà chồng, lò nhỏ ni thảo mò hòn đào sung mà giờ tôi nhỏ ni thảo tôi nè tôi chỉ cho là khí phát là cầu gì sống cầu gì sung cầu gì sống là thấy vô tụp bò hả tụp bò là giờ nhu sống cầu gì sung mà lò nhỏ nó chơi nó lo lò nhỏ trong lúc khởi khu nó đã mà nên sinh nhỏ này ta nó nặng mò hòn đào sung mà tôi nhớ lúc chơi nó có lúc chơi nó dạ nhớ lúc chơi nó mà là cháy cứ nhớ tàu theo tôi nhớ hòn đào nhà chơi cái cháy ngày xưa ông cũng có một cái nhà cũng có một cái nhà lúc chơi lo chỉ lo thảo nè lúc chơi á thảo lúc cứ nhớ lại trời gì chơi cứ lúc cũng đã trận đầu đấy có khó hay nè cháy cả hai nhà rồi. Là tức là ta, ngày xưa ông cũng có nhà ở trên đất bình thường ở trên đất bình thường ở trên núi trên rừng bình thường nhưng mà ông bị cháy hai lần nhà ông cháy hai lần nhà nên là ông mới về ở hang đá đỡ phải cháy nhà nhỉ. Lo nhớ ho no mà chỉ xài cu lo chỉ xài cu nhé luôn là nhớ chứ sợ gì chào chỉ khen nó gì. Thế là ông bị cháy nhà nhiều quá nên là ông chán nên ông mới đi ở hang đá như này các bác ạ. Đấy. Ông có mấy người con? Từ giàu mô hơn là tù tu. Tu đó. Chú là lão tù. Lão tù tu đó. Lên cho tù tu giàu nhỏ. Lão tù tu mà chỉ mô tù phư đó.
Thế bà ngày xưa cũng mồ côi cha à mồ côi mẹ các bác. Bà là từ khoảng 3 tuổi là mồ côi mẹ, bà không nhớ. Hiện tại bà còn không nhớ là bà bao nhiêu tuổi các bác ạ. Mơ khăn giáo na chỉ mua. Anh ông có hỏi là ở đây khéo là một năm là không tắm một lần thì ông bảo là ở đây không biết nước đâu. Một năm này còn không được tắm một lần nước này. Nhớ hơn ní ít xuống chỉ đá ít dạo đê lô. Mù hát đen chả là. Mù lô đen lô lô chả là. Đây là một cái cho ni cho chị à giàu hả của giáo là của giáo mà. Một cây nó chỉ mua. Một cây nó mà. Đây là một cái bát này các bác. Đó. Một cái bát để làm ớt này. Đây cũng là một cái bát này, một cái làm tẩy. Chị ơi cho chín chua là. Chua dù thế là. Chín chua là. Chín chua. Chua. Nhà này ai chị à? Một ai chị này? Dốc cao là? Dốc cao thì. Một cây lần đầu một to cây nó mà. Nó tạo cây luôn. Mô hàn đầu tụ cây. Cây mô cây trồng mê. Trồng mê mê mà. Dốc to cho tốt rồi nè, dốc cục lý nè, dốc chụp một cây tuấn rồi. Ê, ơ tụi lò lò nhó hơn đi mà một cái mà tụi cái nó mà trẻ ơ chỉ lô lò lò nữa. Thế nó chỉ tàu hả chú ạ? Ơ chờ nó chỉ tàu. Đây là một nồi canh rau cải. À đâu? Rau bí. Như các bác ở đây thì ở vùng cao chỉ được là một nồi canh như này và một bát mèn mén là cũng rất là ok rồi. Cái môn dây chính mua dây không mà dây nè nhớ có từ dây đẹp nhớ hơn nữa. Muối của bác ạ. Ta tạ tuần chay là nó thế à. Còn mùi con phân gà phân vịt ở dưới sàn này các bác. Ông nuôi được nhiều gà phết đấy, khoảng 20 con gà. Mua bùa chỉ mua
bố chỉ mua đồ tốt rồi. Mua hơn đâu tôi nhiêu? Nhiêu mua táo, thầy tôi nhang cái là chỉ mua cái tôi. Bồi không có, lợn không có, chỉ có mấy gà thôi các bác ạ. Ở đây cũng không thể nuôi được. Đây là cái thớt. Không biết là cái thớt này có được băm nhiều lần thịt chưa? Sợ nhảy chê, chỉ mua lâu ấy chê, dù thì tao đó chỉ chê chín chê nữa. Ô gà nó còn về ngủ ở tận đây này, tận chỗ cái bếp này. Tụi cái tụi pư hơn nó là? Chị ạ, tụi cái chị pư rậu. Dạ tông quá. Ồ, mông quá đấy. Dù ha. Thảo dù là? Ừ. Nhìn ý chỉ mua là? Mua, mua mà tá. Hả? Cho ớt tụi. Ồ, đây là phân bồ câu. Ông nuôi cả bồ câu, hiện tại có hai con bồ câu. Hai ở đây xong là còn ỉa vào chỗ bếp. Lại ôi chị tao đây ha. Nhớ là mà tôi sầu nó này trong có khía cho phim ra lại. Anh ông sẽ đi chia sẻ ở bên ngoài để cho các bác cùng xem cái căn hộ hai ông bà. Ui. À, cái có con một câu kìa. Đấy, một câu ở như này. Ở đây thì đỡ sợ mưa gió các bác ạ. Không sợ mưa gió để tốc mái, tốc nhà. Đấy. Đây, một cái hang. Mấy, lấy ớt không xin ông à? Để lấy đi phơi. Đi phơi khô để làm chè uống các bác ạ. Cái này cái hoa đu đủ này làm chè uống rất là ngon, hoặc là ngâm mật ong để chữa ho. Nhìn mặt bà buồn lắm các bác ạ. Đây ông có cả bóng điện. Bóng này là bóng tự sáng à? Cái này chi là? Chi tự. Ồ, khiên đây là. À. Lạ thế à, chú. Cho nó cho chỉ cho săn đu á? Dạ. No chứ? Cho xả tịnh. Ồ. Bao nhiêu là? Hả? Mua cho chỉ mua? Mua cho chỉ mua? Ghê nhất là vẫn mấy con này các bác ạ. Mấy con gì ở trong này này. Cho đây thì lóc một tàu má. Bật đèn lên xem nào. Đấy. Đấy. À, cũng hôm nay đi qua đường thì dế có nói là ở đây có một hộ hai ông bà ở đây ở hang đá, thì anh ông mới ghé đây để thăm cũng như để chia sẻ hai ông bà ở đây đến mọi người cùng xem các bác ạ. Hai ông bà thì sống ở cái căn nhà này là ông không nhớ là bao nhiêu năm nữa. Ông cũng nhớ là gần 50 năm rồi, trên 40 năm rồi.
Trước đây thì ông cũng có nhà, thì nhà ông làm lần đầu tiên thì ông làm nhà cũng bị cháy. Lần thứ hai thì làm nhà lại tiếp tục bị cháy tiếp, thì ông mới không làm nhà nữa. Ông mới đi tìm cách đi ở hang đá các bác ạ. Đấy. Ngày xưa là hay lập cái cỏ danh như này, hay lập không có, ngày xưa là không có tấm lập mà không có tôn. Thì là toàn hay lập cái cỏ danh như hiện tại ông đang lập. Thì trời nắng nóng như mấy hôm nay thì có tí lửa thôi là nó sẽ bốc cháy cả nhà các bác ạ. Mang đi đi. Thước phim của nông xin được khép lại ở đây. Nếu quý khán giả và quý mến An Nông thì ủng hộ An Nông xin một lượt like, chia sẻ, bấm đăng ký để đón nhận cái video mới nhất ở trên kênh An Nông TV. Thì An Nông xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thước phim sau.